Đố các bạn hai cái món đồ là hai cái món đồ gì đây? Đầu tiên, cái này là cái đồ để chùi cầu tiêu. Cái này 8 triệu. Và cái này là một cái thùng rác bỏ rác trong phòng vệ sinh 35 triệu. Wow. Các bạn thấy nếu mà ai mà bỏ ra 35 triệu mua cái thùng rác trong nhà vệ sinh thì các bạn hình dung được cái phòng vệ sinh người ta đến đâu rồi, phải không? Đấy, thì giáo sẽ cho các bạn xem kết quả. Khi mình bấm lá cờ xanh thì chúng ta chỉ cần một cái bút duy nhất. Một cái bút duy nhất tạo ra 5 cái bản sao và vẽ cực kỳ chính xác. Nó cũng không chính xác lắm nhưng mà tương đối chính xác. Mày đừng có bốc phét, mày đừng có mồm điêu đi. Lại là mình đây. Xin chào các bạn. Mình là thầy giáo Tin đây. Và hôm nay thầy giáo sẽ hướng dẫn các bạn một bài toán vẽ lá cờ Olympic trên phần mềm Scratch nhé. Các bạn hãy nhớ like, đăng ký, subscribe kênh YouTube của thầy giáo Tin nha. Đây là bài tập 30 điểm trong đề thi tin học trẻ không chuyên quận Cầu Giấy năm 2021-2022. Thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập số 2 30 điểm vẽ bằng ngôn ngữ lập trình Scratch. Xây dựng thủ tục khối block hình tròn R để vẽ đường tròn bán kính R được nhập từ bàn phím. Sử dụng thủ tục hình tròn R để tạo hình ảnh cờ thế vận hội như hình bên. Biết rằng bán kính hình tròn là 60 đơn vị, kích thước của lá cờ, chiều dài 450 đơn vị, chiều rộng 225 đơn vị, chiều dài cánh cờ tùy ý. Thế thì các bạn quan sát chú ý vào cái hình lá cờ này, thầy. Cái lá cờ Olympic thì nó gồm có 5 cái vòng tròn màu xanh da trời, màu đen, màu đỏ, màu vàng và màu xanh lá cây được lồng vào nhau như thế này. Nếu như trong quá trình mà các bạn vẽ bình thường thì nếu mà các bạn vẽ từng ô tròn một thì các lá cờ này nó sẽ không lồng vào nhau được. Cho nên hôm nay thầy giáo sẽ hướng dẫn các bạn là vẽ cái lá cờ nhưng mà làm sao để nó lồng vào nhau như thế này. Đó, vòng tròn xanh lồng vào vòng tròn vàng lồng vào nhau như thế này. Vòng tròn đen lại lồng vào vòng tròn vàng và vòng tròn xanh như thế này. Thì là mình làm như thế nào? Rồi thầy giáo sẽ tạo một khởi tạo một cái dự án mới này. Thầy giáo sẽ tạo một dự án mới. Vì đây là một video hướng dẫn cho nên là thầy giáo sẽ làm rất là chậm cho các bạn quan sát. Bây giờ thầy giáo sẽ đặt tên cho cái dự án của mình đó là Olympic Flag, là tên có nghĩa là lá cờ Olympic ạ. Đầu tiên bước 1 là thầy giáo sẽ đổi cái con mèo này thành một cái bút vẽ. Thầy giáo sẽ đổi con mèo thành bút vẽ bằng cách là vào phần trang phục. Sau đó chọn thay đổi trang phục. Thầy giáo sẽ chọn cái bút chì bằng cách gõ từ khóa pencil. Sau đó thầy giáo sẽ xóa con mèo đi. Như vậy là thầy giáo đã thay đổi được nhân vật của chúng ta rồi. Bây giờ thầy giáo sẽ chỉnh một chút cho cái nhân vật bút chì này. Nó vẽ ra ở đầu bút chứ nó không vẽ ra ở thân bút. Bằng cách là di chuyển cái bút đầu bút đến vị trí tâm của nhân vật ở đây. Sau đó thì giáo quay lại phần code. Thì đầu tiên chúng mình sẽ khi bấm vào lá cờ xanh thì mình sẽ cho cái nhân vật của mình nó nhỏ đi một chút. Chúng ta sẽ đặt cái hiển thị, chúng ta sẽ đặt cái kích thước của nó nhỏ xuống. Nếu như mà nó to quá như vậy thì nhìn nó rất là chướng. Nên là chúng ta sẽ đặt cho nó là khoảng 30% so với kích thước ban đầu thôi. Khi thầy bấm lá cờ xanh thì nhân vật chúng ta sẽ thu nhỏ lại như thế này. Bạn nào mà muốn nó to lên thì chúng ta sẽ thay cái số này nó to lên một chút, 50%. Yêu cầu của bài toán đặt ra đó là mình sẽ vẽ một cái xây dựng cái thủ tục để vẽ đường tròn. Thì cái thủ tục vẽ đường tròn ấy thì thầy giáo đã dạy các bạn trong một cái video của thầy giáo ở trước rồi. Thì hôm nay thầy giáo sẽ làm nhanh cái phần này với các bạn, là vì cái phần này thầy giáo đã dạy các bạn rồi cho nên là thầy giáo sẽ làm nhanh bằng cách là chúng ta sẽ tạo khối của tôi. Tạo một khối. Thầy giáo sẽ đặt tên là vòng tròn.
thầy giáo sẽ xem dữ liệu đầu vào, đó là một cái bán kính. Bán kính là R. Chọn R này, vòng tròn bán kính là R này. Đấy, thì bắt đầu thầy giáo sẽ định nghĩa cái vòng tròn bán kính R như sau. Dùng cái vòng lặp, chúng ta sẽ lặp lại 360 lần. Chúng ta sẽ dùng cái bước di chuyển, và mỗi lần chúng ta di chuyển thì chúng ta xoay một độ. Các bạn có thể xoay phải xoay trái tùy ý, nhưng ở đây thầy giáo sẽ xoay bên phải một độ. Và cái số bước của chúng ta sẽ được tính bằng công thức, đó là chúng ta sẽ lấy chu vi. Chu vi của cái vòng tròn chính là chúng ta sẽ dùng công thức nhân. Ở đây là chúng ta có bán kính R nhân với 2 nhân với 3,14. 3,14 chính là pi. 2 này nhân với 3,14 này. 3,14 nha. 3,14. Đây là công thức chu vi của đường tròn. Sau đấy chúng ta sẽ chia cái chu vi này cho 360 lần. 360 lần. Và chúng ta sẽ di chuyển cái số bước như vậy. Thế nhưng mà đến đây rồi thì mình chưa có vẽ được cái vòng tròn, bởi vì lý do là mình chưa có dùng cái khối lệnh đặt bút, nhấc bút. Đấy, cho nên là mình sẽ vào cái phần là mở rộng. Mình sẽ vào phần bút vẽ. Rồi, bây giờ thầy sẽ khi bấm lá cờ xanh, thầy sẽ cho đặt bút xuống. Đầu tiên là thầy xóa tất cả đi đã, sau đó thầy đặt bút xuống. Sau đó đặt kích thước là 50%, sau đó thầy sẽ kéo khối lệnh vòng tròn vào và thầy điền vào đây. Ví dụ, thầy sẽ điền vào đây là vòng tròn của chúng ta sẽ có kích thước là có bán kính là 60. Thế thì đây, đặt cái bút ở đây và thầy bấm lá cờ xanh. Thì nhân vật của chúng ta sẽ vẽ một cái vòng tròn có bán kính là 60 bước. Đấy, thế thì đến đây là mình đã vẽ được một vòng tròn rồi. Thì yêu cầu đặt ra đó là mình phải vẽ 5 cái vòng tròn như thế này. Đúng không ạ? 5 cái vòng tròn như thế. Thế thì bây giờ có hai cách. Cách đơn giản mà các bạn không phải tính toán phức tạp. Đó là chúng ta sẽ tạo ra 5 cái bút giống hệt nhau, và mỗi một cái bút thì sẽ vẽ một vòng tròn với màu sắc khác nhau. Ở đây ví dụ như thầy tạo thêm một cái bút nữa thì chúng ta sẽ được hai cái. Và nếu như mà thầy để hai cái bút này vòng vào như thế này, thầy sẽ bắt đầu vẽ thì nó sẽ lồng vào nhau như các bạn nhìn thấy. Nếu như thầy để như thế này thì nó sẽ lồng vào nhau. Được chưa? Và nếu như mà thầy thay đổi màu sắc thì các bạn sẽ quan sát nó dễ hơn. Đây, ví dụ chúng ta sẽ chọn bút màu là màu đỏ. Còn cái bút thứ nhất thầy sẽ đặt cái bút là màu xanh này. Được chưa? Đặt cái kích thước của bút lên, to lên. Đây là màu cái bút số 1 đúng không? Thầy sẽ đặt cái kích thước là 10. Ở đây thầy sẽ đặt kích thước là 10. Và thầy vẽ lại. Thì các bạn sẽ thấy là hai cái vòng tròn này nó lồng vào nhau ngay. Đấy. Các bạn thấy không? Và nếu như mà các bạn đặt 5 cái vòng kính, 5 cái, ví dụ thầy nhân bản tiếp lên. Okay, đấy, bây giờ thầy giáo sẽ vẽ này. Thì các bạn sẽ thấy là các cái vòng tròn này nó lồng vào nhau. Nó có cái vòng tròn màu đỏ này nó cũng chưa lồng vào nhau đúng không ạ? Thì các bạn thấy là các cái vòng tròn này nó chưa lồng vào nhau. Có một số vòng tròn đã lồng vào nhau rồi, một số chưa vòng vào nhau, thì mình đặt cái vị trí bút cho nó mình căn vị trí bút làm sao cho nó có thể lồng vào nhau. Đúng không? Đặt hướng bút cho nó và ngược lên một tí. Đặt hướng bằng 90. Đấy, thì nó sẽ đặt hướng cho nó bằng, đây thì nó sẽ đặt ngược lên không độ nhá. Bút này thế này. Đặt hướng cho nó là không độ nhá. Đặt hướng không độ này. Đấy, các bạn biết về sao thầy giáo đặt hướng không độ không? Nếu bạn nào biết, mà nào biết thì hãy comment vì sao thầy giáo đặt hướng không độ nào. Hãy comment vào ô comment rằng tại sao thầy giáo đặt hướng không độ chỗ này nhá. Đấy, bây giờ thầy giáo sẽ vẽ này. Các bạn thấy là các vòng tròn này nó lồng vào nhau ngay. Ở đây thì nó đặt cái bút nó chưa có chuẩn vì các cái vòng tròn này phải cách nhau ra đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ thầy giáo dựa vào cái hình này thì nó sẽ dịch sang đây một tí này. Thì nó sẽ dịch sang đây một tí. Đấy, thì nó sẽ dịch sang đây một tí thì các vòng tròn này nó sẽ lồng vào nhau ngay. Hơi cao một chút đúng không ạ? Cái bút dưới hơi cao, so với bán kính thì hơi cao nhưng nó không lồng vào nhau. Đây, cái hình xanh, hình vàng, hình đỏ này thì hơi gần nhau.
mình chỉ nó xa nhau một tí nào, hơi gần nhau, hình này thì lên cao một tí, lên cao một tí, đấy, thì bây giờ chắc chắn là nó sẽ lồng vào nhau. Đấy các bạn thấy không? Bây giờ thầy sẽ cho ẩn hết đi là nó sẽ, các bạn sẽ nhìn thấy các cái này nó lồng vào nhau này. Đấy, các bạn thấy nó lồng vào nhau chưa? Rất là đẹp đúng không nào? Đấy, các bạn nếu mà các bạn vẽ như thế này thì là chúng ta ok. Thế nhưng mà yêu cầu bài toán đặt ra là chúng ta phải vẽ thật chính xác. Đấy, vẽ thật chính xác cho nó cân đối, cho nó đẹp giống như cái hình mẫu. Đấy. Các bạn thấy này, các cái hình này nó cân đối, nó không có lệch so với cái các cái vị trí này, nó không có lệch nhau. Còn cái này nếu mà mình đặt thủ công như thế này thì nó rất là bị lệch nhau và nó xấu. Thế thì vấn đề đặt ra là bây giờ mình làm như thế này thì thứ nhất là mình không phải tính toán vị trí tọa độ các thứ. Mình đặt các cái bút này nó ở những cái vị trí cơ bản. Nhưng vấn đề là khi mà chúng ta bấm lá cờ thì chúng ta lại phải đặt vị trí đúng không ạ? Chúng ta lại phải đặt vị trí. Đấy, chúng ta lại phải đặt vị trí. Thế thì bây giờ thầy sẽ giáo sẽ xóa các cái bút kia đi. Bây giờ thầy giáo chỉ để lại một cái bút thôi. Và chúng ta nghĩ đến là dùng cái bản sao, bản sao nhân vật để mình vẽ cái vòng tròn. Thế thì bây giờ mình làm như nào để vẽ cái bản sao? Đầu tiên là mình phải cho hiện cái bút lên khi mà mình bắt đầu vẽ này. Được chưa? Bây giờ nhá, khi bấm vào lá cờ xanh thì mình sẽ tạo bản sao đi, đúng không ạ? Đây thầy cho một cái khác đi. Mình sẽ tạo bản sao. Mình sẽ tạo ra 5 bản sao ở 5 cái vị trí nhá. Và mỗi một bản sao này thì có một màu riêng, đúng không ạ? Mỗi một bản sao mình có một cái màu riêng, cho nên mình sẽ tạo ra các cái biến số. Ở đây các bạn thấy này, một cái màu ấy, một cái màu này này, nó được pha trộn bởi ba cái yếu tố, đó là màu sắc, độ bão hòa và độ sáng. Thế thì mình sẽ tạo ra ba cái chỉ nhân vật này thôi nhá. Mình sẽ tạo ra ba cái biến chỉ để nhân vật này thôi. Đó là màu sắc này. Dạ, màu sắc, độ bão hòa và độ sáng. Đấy, chỉ nhân vật này thôi. Thế thì bây giờ mình sẽ ví dụ như là đối với cái bây giờ mình sẽ tạo ra cái bút đầu tiên nhá. Cái bút đầu tiên này, cái bút đầu tiên là bản gốc đúng không? Bản gốc thì bây giờ mình sẽ ẩn cái bản gốc đi. Mình sẽ ẩn cái bản gốc đi. Đấy, mình sẽ ẩn cái bản gốc đi, mình bỏ cái này ra vì mình đang lá cờ xanh mà. Hai cái lá cờ xanh giống nhau mà. Mình ẩn bản gốc đi, sau đó mình sẽ tạo ra một cái bản sao. Đặt cái độ bão hòa này, màu sắc này. Màu sắc. Đó, nhân bản lên. Màu sắc này. Rồi đến độ sáng này. Độ bão hòa này. Ví dụ như cái vòng tròn đầu tiên. Cái vòng tròn đầu tiên là nó màu xanh blue đúng không ạ? Xanh blue thì mình sẽ chọn ở đây màu xanh blue, thì mình xem nó là cái màu gì nhá. Sáng một tí nào. Đây. Màu xanh blue thì nó sẽ là cái này là 50 100 100. Như vậy, chúng ta sẽ điền là màu sắc làm 50. Độ bão hòa là 100. Độ hòa trong cho lên vị trí trước. Cái này là 100. Thì nó sẽ ra màu cái màu xanh xanh blue đấy. Đó. Chúng ta đặt màu xong thì chúng ta sẽ tạo bản sao. Tạo bản sao. Tạo bản sao của bản thân tôi. Đấy, sau khi tạo bản sao xong thì mình sẽ dịch chuyển sang vị trí thứ hai. Thế thì vị trí thứ nhất cách vị trí thứ hai bao nhiêu? Thì cái vòng tròn của mình nhá, cái vòng tròn của mình các bạn cứ nghĩ là hình dung là nó vòng tròn của mình là nó có đường kính là 120. Vì bán kính là 60 nên đường kính sẽ là 120, cho nên nó sẽ ra đến đây. Thế thì cái vòng tròn thứ hai của mình sẽ cách cái vòng tròn thứ nhất. Đây các bạn thấy nè, cái vòng tròn thứ hai sẽ cách vòng tròn thứ nhất một khoảng. Ở trong này nó không nói là bao nhiêu đúng không? Chỉ nói là bán kính đường tròn là 660 đơn vị đúng không ạ? Kích thước lá cờ thôi. Thế thì mình ước chừng cái khoảng này nó rơi vào khoảng 20.
Như vậy từ cái đoạn này đến đoạn này nó sẽ rơi vào khoảng cách đó là 120 cộng với 20 nữa. Thay đổi x một lượng là 120. À 140 xin lỗi các bạn. Thế thì lúc đầu mình sẽ đặt cái bút đầu tiên ở vị trí bao nhiêu đúng không ạ? Các bạn nhớ là luôn đặt là cái bút lúc đầu nó đang đứng ở vị trí bao nhiêu. Thế thì mình cho nó đứng ở vị trí khoảng là cái y này chúng ta sẽ đặt cho nó khoảng là 20 đúng không ạ? 20 thì nó đây là đường giữa này thì chúng ta sẽ đặt nó lên tầm 20. Còn cái này chúng ta sẽ đặt nó ở tầm là âm 120 đi. Được chưa? Âm 120. Được chưa? Thế thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ vẽ vòng tròn thứ nhất, sau đó mình dịch chuyển 140 bước mình vẽ vòng tròn thứ hai này. Thế cái vòng tròn thứ hai thì cái màu sắc nó lại thay đổi. Cái màu sắc nó lại thay đổi một chút. Lúc này cái màu của nó là màu đen đúng không ạ? Chúng ta quan sát đây màu đen. Cho nên mình sẽ đặt ở đây là màu đen thì cái màu đen nó sẽ là màu đen thì nó sẽ là độ sáng là 0. 0 100 0. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ điền vào đây là màu sắc là 0 100 0. Thì nó sẽ ra màu đen. Và chúng ta tiếp tục tạo bản sao để di chuyển sang tiếp theo. Rồi đến đây thì mình lại tiếp tục mình làm cái vòng tròn thứ 3. Xuống đây. Vòng tròn thứ 3 thì cái màu sắc của nó sẽ là màu đỏ đúng không ạ? Màu sắc sẽ là màu đỏ. Màu đỏ thế là 100 100 100. Vì là 5 lá cờ này có màu sắc khác nhau nên là các bạn phải làm thủ công như thế này thôi. 100 100 100. Đấy. Sau khi được màu đỏ xong thì mình sẽ tạo bản sao nữa nhỉ. Đấy, phải tạo bản sao thì mới vẽ được cái vòng tròn màu đỏ. Thế sau khi mà vẽ được vòng tròn màu đỏ xong thì mình bắt đầu xuống dòng thứ hai. Dòng thứ hai bắt đầu mình vẽ này. Dòng thứ hai là mình sẽ vẽ cái mình sẽ đặt cái bút ở dòng thứ hai thì mình sẽ lúc này mình sẽ di chuyển y xuống. Mình sẽ từ đây mình đi xuống đây đúng không? Mình sẽ đặt mình sẽ đi go to đúng không? Đi đến vị trí luôn. Thế lúc này thì cái y nó sẽ giảm xuống. Y lúc này nó sẽ giảm xuống. Các bạn sẽ ước chừng nó tọa độ của nó là trừ 20 đi. Cái này nó lùi vào một tí, cái kia là 100 âm 120 thì cái này sẽ là âm 80. Sau đấy chúng ta lại lặp lại cái này thêm một lần nữa. Tiếp tục làm một lần nữa. Nhưng lần này thì các bạn sẽ thay đổi x, vì từ đây các bạn sang bên này chúng ta cũng thay đổi x đúng không ạ? Thay đổi x một lượng. Cũng tương tự như vòng tròn ở trên sẽ là 140. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ có 3 cái bản sao. Bây giờ mình sẽ bỏ cái này ra. Bây giờ khi tôi làm một bản sao nha, khi tôi là bây giờ thì xóa tất cả đi này. Đó. Khi tôi làm một bản sao nha. Khi tôi là một bản sao này. Khi tôi là một bản sao thì chúng ta sẽ thực hiện các bước đó là khi nhấn vào lá cờ thì xóa tất cả, đặt bước vào 10. Đặt bút. Đây mình sẽ bỏ cái phần chọn bút màu đi. Kích thước các thứ ở đây, đúng không? Mình sẽ đặt kích thước các thứ ở đây rồi. Rồi. Mình thấy cái này là mình đặt ở đây là đúng rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ đặt bút ở cái phần là khi tôi là một bản sao thì mình sẽ đặt bút xuống. Còn cái khi mà tôi làm một bản sao, khi mà tôi tạo bản sao thì tôi phải nhấc bút lên, vì nếu mà tôi không nhấc bút lên thì nó đấy thì mình sẽ nhấc bút này. Sau đó mình khi tôi là bản sao thì tôi mới đặt bút này. Sau đó tôi vẽ một vòng tròn 60 này. Thì các bạn sẽ quan sát nó sẽ thực hiện. Và nếu như trong quá trình mà sai thì mình sẽ sửa lại một chút nào. Bây giờ bắt đầu nha. Đấy các bạn thấy không? Đấy nó vẽ xong nha. Các bạn thể chờ nó vẽ xong để các bạn điều chỉnh lại vị trí này. Thế các bạn thấy là cái vòng tròn này nó xịch sang bên này, nó phải xịch sang bên này một tí đúng không? Thì cái chỗ này chúng ta sẽ điền là xịch sang bên này, nó sẽ là âm
180 đi. Ba cái vòng tròn trên thì ok này, được chưa? Ba cái vòng tròn trên một ok này. Nó vẫn hơi không cân so với sân khấu thì mình sẽ chỉnh lại cái này âm tiếp. Âm 190 đi, âm 200 đi. Thế nó sẽ xịt sang bên này. Cái vòng tròn, hai cái vòng tròn dưới thì mình sẽ cho xịt sang đây, hai vòng tròn dưới đây. Âm 80 thì chỗ này sẽ thành là âm 150 đi. Đấy. Ồ, 150 nó lại hơi quá. Nó không cân thì cho thành 120 đi. Đấy, bây giờ có vẻ cân hơn rồi đấy. Vòng tròn này đẹp hơn rồi này. À, nhưng vẫn lệch đúng không ạ? Các bạn thấy là cái phần bên phải nó vẫn to hơn cái phần bên trái, thì chúng ta sẽ cân tiếp sang bên này là 130 đi. Mình sẽ bật turbo boost lên cho nó nhanh. Đấy, rồi ok, cân rồi nhá. Cân rồi thì bây giờ vấn đề màu sắc thì tại sao nó lại không đổi màu? Rồi, mình có màu sắc rồi thì bây giờ mình sẽ đặt nhá. Đầu tiên là mình đặt bút xuống cho mình đặt màu này. Mình đặt màu bút bằng này. Đấy. Ba cái mình có màu bút này, bộ bão hòa này, độ sáng này, màu này. Đến độ bão hòa này, rồi đến độ sáng này. À xin lỗi, độ sáng này. Đó. Thì mình sẽ kéo ba cái biến tương ứng vào. Mình sẽ kéo ba biến đạo màu này. Màu này. Độ sáng này. Độ bão hòa này. Đấy, mình kéo vào đây, thế thì mỗi cái một sẽ, nó sẽ ra một màu ngay. Đấy, các bạn thấy không? Mỗi một bản sao thì nó sẽ đi theo một cái, nó sẽ đi theo một cái biến riêng. À, nó đi theo một cái giá trị riêng của cái biến bộ khoáng, độ sáng, bộ bão hòa, màu sắc. Đúng không? Và các bạn lưu ý cho thầy chỗ này, chúng ta chỉ phải nhớ là cái biến này nó phải là biến cục bộ nhá. Chứ nếu mà các bạn đặt biến toàn cục là nó không được. Và như vậy là mình đã vẽ được cái vòng tròn Olympic rồi. Bây giờ lá cờ thì mình sẽ vẽ cái lá cờ kích thước là chiều dài 405 đơn vị, chiều rộng 225 đơn vị. Sau khi vẽ xong đến đây rồi thì mình sẽ phát một cái tin nhắn. Đấy, khi bắt đầu bản sao vẽ vòng tròn xong. Vẽ vòng tròn xong thì mình sẽ phát một cái tin nhắn để vẽ lá cờ, vẽ cái đường viền. Thông báo mới là vẽ cái hình chữ nhật đó. Thế thì khi tôi nhận được tin nhắn phát, khi tôi nhận được tin nhắn hình chữ nhật thì tôi sẽ lấy cái bản gốc. Đúng không? Vì tôi là hiện là bản gốc mà. Bản gốc cho nên mình sẽ làm cho nó hiện lên và di chuyển đến mình sẽ cho nó di chuyển đến vị trí đi tới điểm, mà nhớ là phải nhấc bút lên nha. Nhấc bút lên này, đi tới điểm này. Bây giờ mình sẽ tính ở chỗ này là chiều rộng của nó là 450, này là rộng là 225, dài 450 thì tọa độ nó khoảng chỗ này đúng không ạ? Thế thì ở đây đang là âm 20 thì xuống đây mình sẽ cho nó tầm âm 150 đi. À xin lỗi, y là âm 150 đi. 50. X thì mình sẽ cho nó xa hơn, cái này là âm 200 thì mình sẽ cho nó tầm x tầm âm 225 đi. Sau đấy mình sẽ lặp lại hai lần, mình vẽ hình chữ nhật. Lặp lại hai lần đúng không ạ? Chuyển động, đặt hướng. Đặt hướng này. Đặt hướng về phía mình sẽ vẽ lên chiều, mình sẽ vẽ chiều này trước đúng không ạ? Sẽ vẽ chiều này trước. Sau đấy mình sẽ lặp lại hai lần. Mình sẽ di chuyển 225 bước là chiều rộng. Di chuyển 225 trước thì chiều rộng. Sau đó xoay 90 độ. Và nhớ là đặt bút xuống. Nếu mà đặt bút xuống thì nó mới vẽ được các bạn ạ. Bật turbo bút lên. Đấy. Chưa được, đúng không? Chúng ta thấy là cái màu sắc này, thứ nhất là cái bút này nó chưa ra, mới ra đến đây thôi. Màu sắc mình sẽ chọn bút màu đúng không ạ? Màu đen. Chọn bút màu là màu đen, sau đấy mình di chuyển nhân bản lên, mình sẽ di chuyển thêm 100
450 bước. Đấy thì nó sẽ ra như này. Nó sẽ ra như này thì bây giờ mình chỉ cần dịch chuyển cái này lên thôi. À, tọa độ này đi lên thôi. Âm 150 thì âm 100 thôi. Đấy thì nó sẽ ra như thế này. Nó cao quá thì các bạn tụt nó xuống. Âm 110 đi. Đấy. Ok, lá cờ xong. Thì cắn cờ nữa. Cái cắn cờ thì mình đang đứng ở vị trí này đúng không ạ? Mình đứng ở vị trí này mình chỉ cần đi lùi thôi. À, di chuyển mình sẽ cho nó hướng xuống và đi lùi lại. Mình sẽ cho nó hướng xuống và đi lùi lại một bước, một số bước là 50 bước thì là cán cờ đi. Đấy. Ẩn các cái biến này đi lần sau. Như vậy là thầy giáo bật lên, thầy giáo tắt chế độ Turbo Boost đi. Đấy, thầy giáo sẽ cho các bạn xem kết quả. Khi mình bấm lá cờ xanh thì chúng ta chỉ cần một cái bút duy nhất. Một cái bút duy nhất tạo ra 5 cái bản sao và vẽ cực kỳ chính xác. Nó cũng không chính xác lắm nhưng mà tương đối chính xác so với bản gốc. Như vậy là mình đã vẽ được cái vòng tròn Olympic. Các bạn nhớ đăng ký subscribe kênh YouTube của thầy giáo Tin nha. Chúc các bạn thành công.